Nếu như mà các bạn đang tìm kiếm một cái giải pháp mà thu podcast ở ngoài trời này, ở ngoài đường này, ở quán cà phê mà có quá nhiều tạp âm á, thì các bạn hãy thử những cái micro như thế này nha. Tiếp bằng cái micro máy ảnh ha, thì mình đang ở ngoài một cái quán cà phê và ở gần đường đó, nó khá là ồn ha. Bây giờ mình sẽ gắn thử micro của Rode vào. Rồi đây chính là cái âm thanh mà các bạn sẽ được nghe nếu mà các bạn sử dụng micro Rode Wireless Mi ha. Thì bạn nghe thử cái âm thanh của micro Rode nó có ồn hay không ha. Rode cũng là một trong những micro thu âm không dây rất là tiện lợi rồi, và nó có khả năng chống ồn ha, vừa thu được cái âm thanh môi trường này, vừa có thể thu được giọng của bạn luôn ha. Rất là phù hợp để cho các bạn nào quay vlog dùng micro Rode này rất là tiện lợi ha. Nhưng mà bây giờ mình muốn thu ở ngoài quán cà phê nhưng mà chất lượng âm thanh phải tốt hơn, kiểu như là thu podcast cái kiểu á, thì phải làm như thế nào á? Thì alo 1 2 3 4. Rồi, âm thanh mà các bạn đang nghe được mình thu bằng micro Beiner SL75C ha. Và mình nói nó với lại micro Rode không dây ha, để mình truyền âm thanh vào cái phần máy ảnh ha. Đấy, thì các bạn thấy là cái phần âm thanh của cái micro này nó có ổn hay không, và nó có ấm hơn so với việc mà các bạn thu bằng micro Rode hay không ha. Thì thật ra là mỗi cái micro thì nó sẽ có công dụng khác nhau ha. Ví dụ micro Rode thì nó sẽ rất là tiện lợi này. Ví dụ các bạn có thể cài áo thôi là các bạn đã có thể dùng được rồi. Còn đối với micro này thì các bạn cần phải có thêm một cái kẹp micro nữa, mình mới có hoạt động tay chân rồi cho nó dễ ha. Đây là cái mic dynamic chứ không phải là mic condenser. Thu nó sẽ nó giảm tạp âm rất là nhiều ha. Nó chỉ thu khi mà mình để gần nguồn âm á. Ví dụ như mình sẽ quay ngược lại mình nói chuyện cho các bạn thấy nè. Quay như thế này là các bạn sẽ không nghe được gì đúng không? Đấy. Nghe rất là nhỏ luôn, mình thấy trên máy ảnh là gần như là nó rất là nhỏ, gần như không thu luôn. Bây giờ mình quay lại như thế này nè thì mình nói chuyện các bạn mới nghe được ha. Gần như là mình quay ngược lại thôi nó đã không thu rồi, cho nên là nó giảm được cái phần tạp âm ở xung quanh rất là nhiều ha. Ở trên mạng mình thấy có rất là nhiều micro giá rẻ tầm khoảng 500, 600 dưới 1 triệu kiểu ha. Đa phần những cái micro đó là micro USB. Micro USB thì các bạn phải cắm vô máy tính này hoặc là điện thoại thu âm. Đa phần những cái micro đó đều phải cung cấp điện cả. Còn micro này gần như không cần phải cung cấp điện các bạn. Chỉ cần có một cái dây 3.5 cắm trực tiếp vào máy quay hoặc là bạn cắm trực tiếp vào micro Rode như thế này là có thể thu âm được rồi. Đây, thậm chí là các bạn cũng có thể gắn vào điện thoại này, gắn vào laptop này để các bạn có thể thu âm ha. Có một cái lưu ý khi mà các bạn sử dụng cái micro này là cái âm của nó thu vào trong máy ảnh nó tương đối nhỏ. Cho nên khi mà các bạn về hậu kỳ á thì các bạn nên đẩy cái âm thanh nó lên cao một tí ha. Micro này mình thấy trên Shopee bán giá tầm khoảng 700 thôi. Nếu như mà các bạn muốn thu nó tốt á thì bạn mua thêm một cái sợi dây nữa. Sợi dây này là sợi dây XLR ra 3.5 ha. Bạn có thể mua một sợi dây tầm khoảng 2 mét á, bạn có thể nối trực tiếp vào máy ảnh luôn cũng được. Cái dây này là dây của Urin nha. Đây, các bạn nên mua dây của Urin, truyền âm thanh vào máy ảnh á thì nghe nó mới rõ ha. Còn nếu không á thì nó sẽ không được rõ đâu. Cái dây này thì mình mua giá khoảng 100.000 thôi. Đây là micro Beiner SL75C ha. Ngoài ra thì các bạn có thể mua thêm cái micro là XM 8500 ha. Có bạn kiểu như biên tập viên á, bạn Thanh Thanh trên YouTube á, bạn ấy có giới thiệu ha. Nhưng mà khi mà xem được video của bạn ấy thì mình đã mua cái micro này trước rồi. Khi mà mình mua được cái micro XM8500 cũng của Beiner luôn ha, thì mình sẽ làm một video để giới thiệu cho các bạn lại về cái micro đó ha. Và mình sẽ so sánh Beiner SL75C này ha. Thật ra thì mình nghĩ là hai âm thanh nó cũng không có quá chênh lệch nhau đâu. Đấy, nếu như các bạn muốn tìm một cái giải pháp để thu podcast và giá rẻ thì các bạn có thể tìm hiểu về mẫu micro này ha. Mình nhắc lại đây chính là Beiner SL75C ha. Nếu như các bạn có điều kiện thì cứ mua những cái micro xịn hơn, ví dụ như micro của Shure các kiểu chẳng hạn ha. Rồi, bạn thấy cái micro này như thế nào và bạn thu âm bằng micro nào thì hãy để lại bình luận cho mình được biết nha.